Hello, xin chào toàn thể anh em thợ máy. Lâu quá không gặp mọi người. Chúc mọi người buổi tối sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình, người thân. Chúc mọi người từ đến Tết cũng còn thời gian cực kỳ ngắn. Chúc mọi người cố gắng nắm bắt cơ hội để chúng ta chiến thắng. Em xin chào anh Nguyễn Bách Trương, xin chào mọi người. Lâu quá bữa giờ nhiều anh em hỏi tại sao không like, bởi vì công việc bữa giờ nó cũng bận rộn anh em ạ. Ít bữa nữa em sẽ like lại. Khoảng 3 ngày nữa em dạy xong khóa học trực tiếp ở đây xong em lại like lại. Do buổi ngày em dạy anh em ở đây và đồng thời dạo này khách hàng hơi bị đông và buổi tối em phải học lý thuyết, rất mong mọi người thông cảm. Và vấn đề hôm nay muốn chia sẻ cho mọi người thì từ đến Tết em sẽ dạy một khóa học online trực tuyến cuối cùng của năm 2022. Và năm nay em sẽ lấy về cái gì mình đã ước và mình đã muốn thì đương nhiên chuẩn bị nó cập bến vào ngày 14 tháng 11. Thì bây giờ em sẽ báo trước cho mọi người, em sẽ giảm giá tất cả giá trị tiền học phí 50% cho tất cả anh em phân tích dữ liệu trên máy chẩn đoán Motoscan. Motoscan. Rồi Motobox, Cantab. Nếu anh em nào đang sử dụng Cantab hoặc là Sabertool hoặc là thiết bị, những thiết bị mà sử dụng trên điện thoại và đặc biệt làm nồi niêu xoong chảo hoặc là cái khóa làm mình săn con, tổng giá trị trên tất cả những vấn đề đó kéo dài khi nào hết thì thôi, trong vòng 1.500.000 thì anh em nào ok cảm thấy chúng ta không tiếc 1.500.000 thì chúng ta nên tham gia và chuyển khoản. Đấy, anh em sẽ được học cái nồi về nhà làm đúng 2 bộ nồi lấy lại vốn, chưa kể trọt máy bình xăng đó. Thì anh em nào ok chúng ta không nghĩ về tiền mà muốn được học tiếp thì sẽ giảm cho mọi người 50%. Đó, ok. Đó, về nhà loạn quạng kéo họng ga TBS, xử lý họng ga treo. Rồi, nồi niêu xoong chảo, chọt máy tất cả những bình xăng. Đó, về nhà kiếm bình xăng 200-300 làm cái nồi vài trăm. Rồi, cầm máy chẩn đoán, chịu khó phân tích dữ liệu. Đó, đêm hôm nay xem chưa hiểu thì video vẫn lưu lại thì ngày mai lại mở ra xem. Có rất nhiều anh em bây giờ sử dụng máy chúng ta vẫn chưa nắm bắt được TV treo hay là cái vấn đề gì đó thì sẽ fill cho mọi người trong vòng khoảng 7 đến 10 đêm liên tục tì. Đó, thì hy vọng rằng anh em nào cảm thấy không tiếc rẻ ít tiền thì anh em vui lòng liên hệ. 1.500.000 nha. Đó, giảm 50% cho mọi người rồi. Nhà nhà phải làm được cái nồi. Ở vấn đề trên đời này làm con xe FI chẳng có gì cái kiếm tiền nhanh nhất bằng cái động cơ và cái nồi cả. Cái động cơ thì lâu lâu hết dầu hết nhớt thì chúng ta mới làm. Và cái quan trọng nhất là bộ nồi fit làm sao. Làm sao cái tay ga nó phải nhẹ, vuốt ga nó phải tròn. Nồi đặc biệt làm sao phải ăn từ đầu cho tới cuối. Thì cái gì đâu là chả là cái gì cả. Cái bố nồi làm sao để cho nó ăn hết bố thì lúc này nó ăn bung ở trạng thái cái càng nó quăng ngậm làm sao chặt vào cái chuông thì đương nhiên nó bám thì lên ga nó không bị sục thế thôi. Đó, thì giống buổi chiều nay anh em thử nghiệm ở đây cái bài nồi anh em chạy cảm thấy nó rất ok. Đấy, thì hy vọng rằng muốn chia sẻ cho mọi người. Đấy, và cái chọt bình xăng. Đấy, anh em cứ ngoái chọt kiếm bình 200 hay làm động cơ hay làm cái gì đó kiếm cao cao hơn chút, tặng người ta cái gói làm lợi xăng, đó là một cái chiến lược kinh doanh mới cho mọi người làm. Đó, được không ạ? Đấy, hay là một cái bài học chiến lược kinh doanh này, ví dụ người ta mang vào làm con xe ga làm full mà hồi giờ đó là khách hàng của mình, thấy nhà anh chị đang có bình xăng của xăng con, thôi thì bây giờ em sẽ nhân dịp cái gì đó, anh chị bảo dưỡng làm full xe ga, em thấy nhà anh chị có xe số, em làm cho anh chị gói tặng anh chị cái làm bình xăng con tiết kiệm nhiên liệu miễn phí. Đó, bây giờ em xử lý tháo ra, em bỏ công thợ thầy bỏ ra, em xử lý bình xăng cho anh chị miễn phí. Rồi vấn đề thay lọc gió, thay chụp, thay buji, cái đó là mọi người phải lấy tiền, đúng không? Đó, mọi người, đó là một cái chiến lược. Mọi người cho em cái quả sẻ đi, ăn Đặng Văn Ấn, ăn Nguyễn Tiệp cho em cái chia sẻ.
nó vét ba vét yếc mọi người thông được hết. Đấy, thì Tết này chúng ta lại có cái nồi bánh chưng ngon. Và cái quan trọng chúng ta được sử dụng là Smart Tool phân tích dữ liệu, hoặc là SC Pro, hoặc là Smart FI, hoặc là Motocan, Motobox, chỉ cho mọi người những cái vấn đề quan trọng, hoặc là Motocan Tab. Đấy, mua 1,5 triệu mọi người được quá nhiều. Sử dụng được 5 công cụ máy ở trên Việt Nam này: Smart Tool, Motoscan, Motocan Tab, SC Pro 2, Smart FI. 5 thiết bị đó. Đấy, để cho tất cả những anh em nào hiện tại có thể là 10 người, 20 người tham gia, thì có thể là 20 người đấy đang sử dụng khoảng 5 thiết bị máy đó, thì anh em cũng đều biết sử dụng đó. Và chọt ngoáy bình xăng thông số chỉ cho mọi người nhiệt tình, gió đi vào như thế này phải bóp như thế này, hút ở đâu mọi người phải xử lý tới đó. Thì làm bình xăng thì mọi người nhà mọi người có bình xăng con thì mọi người vọc đấy, mọi người làm để mọi người lấy cái thông số sẽ cung cấp cho mọi người. Và cái món nồi niêu xoong chảo ra vịt ra là phải chạy. Bố ăn từ đầu cho tới cuối, ra chạy chỉ còn một vòng một cây số thôi, về nhà bố phải ăn tới 95%. Ngon ngon hơn nữa, chục đồ không đảo, chuông không lắc, ăn tới 98%, ngậm đều ba bố ba càng cho mọi người. Chúng ta lên ga nhẹ nhàng, nó không bị cảm thấy là rùng 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 rùng, bởi vì lên ga chúng ta mới là gì, là nhịp cái RPM tùy theo cái lò xo chúng ta yếu, lò xo cứng, lò xo yếu, chúng ta bục cái nó mớm rồi. Nó mớm cái, nó mớm ở trạng thái, nó mớm ở trạng thái là khi mà cái bố ấy, nó chưa ăn hết với cái chuông thì lúc này nó sẽ làm cái gì, sật 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 sật. Đấy, thì tất cả những anh em nào mà không tiếc 1,5 triệu thì vui lòng liên hệ với Tiến Tuấn Zalo nhé. Zalo 0909755 để chúng ta làm việc luôn đi. Đấy, thì coi như 1,5 triệu, và đặc biệt lọng quạng đỡ phải chết con IC, đúng không? Chỉ cho những cái ở trạng thái không chết IC nữa. Đấy, rebuild trên một con xe để lao, rebuild trên một con xe để từ, thì cuộc đời này trong đầu cứ nghĩ là cuộc đời này chết con IC, thì thay vì đợt này chưa chết thì bỏ tiền đấy rẻ hơn con IC tham gia khóa học. Đó, cái đó là mình review thêm cho mọi người, nhấn mạnh cho mọi người ở trạng thái không bao giờ gọi là chết IC cả. Đó, mình bao mọi người phá nó chẳng chết, thì cho cái chia sẻ anh em ạ. Tiền để làm gì đâu, đôi khi bỏ ra 1,5 triệu chúng ta lại có khoảng 10 triệu đấy, nhưng chúng ta lại có kiến thức để chúng ta làm ăn để cho nó tốt hơn thôi. Nó luôn luôn là cơ hội, là luôn luôn là đến với mọi người. Thì chưa bao giờ nó rẻ như vậy đâu mọi người ạ. Nó khá là rẻ, rẻ điều đó. Còn tất cả những anh em nào mà mua cái gì đấy thì hẹn mọi người khoảng 2-3 tuần nữa. Nó có nhiều cái chương trình khá là hấp dẫn nha. Báo trước cho mọi người luôn. Xe FI chẳng bao giờ gọi là từ chết đi xe cả. Chết đi xe do chúng ta hết, chuột 30%, người làm chết tới 70%. Giống hôm nay con nờ vít của cậu nào cũng vậy. Rồi mang đi mất chìa, mang đi làm cái remote FOB đăng ký vào xong mất đồng bộ. Rất vô duyên. Chỉ vì một cái xe người ta trạng thái mất cái remote mang vào, đăng ký cái remote cái làm sao cái nạp tí xong. Đăng ký được FOB vào hộp ESU xong tí bật lên 4 nháy. Tác giống cái xe của A, có con xe gì vừa rồi do có anh em thợ đây mình không review, con xe SH hằn ra bá ở trạng thái không sạc, xe mới len keng SH27 chủ nhân ít đi đó, hằn thoải mái không sạc, vào trong này thì ẩu, tháo cái nước vứt ở nhà rồi tháo cái bát để nó chặn cái sợi dây điện lại vứt ở nhà, thế là đi bu lăng nó cạo dây điện nó tẹt lửa, hên không chết IC. Vào trong này nốt nhạc 30 giây có 300.000, báo bận trước đồng ý thì là phích phát 3 lít, xe sạc lên 14 phải mấy vôn khi nổ ở trạng thái guarantee. Hên bữa không chết IC. Và một thợ làm nghề và đặc biệt làm phút xăng điện tử rất ẩu, bởi vì một con xe được làm cái gì,
là mát bằng nhiệt độ, bằng dung dịch nước làm mát. Dù chạy xa hay chạy gần, đi tháo cái nước dục bỏ là một cái ẩu cực kỳ ẩu. Ở trạng thái để kim đồng hồ báo nhiệt, ở trạng thái căng đét, nóng quá thì các bạn biết tại sao không? Nòng sẽ giãn nở ngay. Và đặc biệt loạn quạng lọc quạng, tí nó đổ nước vào sụp nước ngay ở mặt do quy lắp quá ẩu. Và đồng thời có mà bỏ cái nước đi chặng nữa cũng phải bát cái cánh quạt vào à, để cho nó quay, để nó giải nhiệt bớt động cơ. Nhưng ở đây quạt cũng vít, két nước cũng vít. Và đồng thời cái bát sắt có khoảng 10 phân đấy, bắt theo chiều đứng này để chặn ba cái dây ba pha và CKB lại thì bỏ vít đi luôn ở nhà. Đấy, thế là cái dây nó cứ tòng ten tòng ten, xong tẹt lửa hên nó tẹt có một sợi tẹt vào bu lăng. Nếu mà thật sự cả hai sợi ra thì lúc này IC lên đường, ICH không dễ. Và may mắn nó chỉ có bị một dây tẹt điện đấy, và đi tới đây nổ máy ở kiểm tra không sạc. Ẩu do anh em nha. Nhưng đôi khi lại bỏ ra 1,5 triệu như thế này học thì phí quá. Thế à, phí. Nên chúng ta phải chết nhiều thì đời chúng ta mới không phí, không phí. Thì anh em hay bản thân Tuấn cũng vậy, nếu anh em có tay nghề thì ắc ở khu vực anh em sẽ có tiếng. Ắc có tiếng rồi thì tất cả những ban bận khó rồi, tất cả những anh em đều in kỹ cái mác ở trung tâm sửa chữa bảo dưỡng chuyên xe ga SI, đó chỉ là cái mác. Nhưng đôi khi làm con xe khó thì chúng ta mới cảm nhận nó phê tới chừng nào. Phê hơn là yêu. Đó, là con xe phê hơn cả yêu. Thế thôi. Giống con Sirius ở đây cũng vậy. Bộ 3 TBS có vấn đề. Nào thì IC, nào thì Mobin, chết tất cả là người khách hàng. Bởi vì người ta mang con xe không đúng chỗ. Nói chung là đơn giản, chúng ta đi khám bệnh cứ vì ba cái bảo hiểm rẻ. Rồi đi vào bệnh viện ở quê, ở thôn, chờ, chỉ có chờ khám cái bảo hiểm. Thuốc tàn là thuốc quạ, thuốc hết đát. Đấy, cho mày uống. Nha. Đấy, rồi phải chờ. Thì thay vì chúng ta có tiền thì chúng ta làm luôn cái dịch vụ ấy cho nó nhanh. Cái bảo hiểm để làm gì? Bảo hiểm là bảo hiểm hiểm nghèo. Khi mà cuộc đời chúng ta nó bị cái bệnh là hiểm nghèo và trong tay chúng ta không có số tiền đó thì chúng ta nên sử dụng cái bảo hiểm đó. 1.000 ông đóng bảo hiểm, chẳng có ông nào muốn 1.000 ông có rủi ro cả. Rủi ro như vậy thì bảo hiểm lấy gì để người ta bù lỗ, thế người ta không ở chơi bảo hiểm. 1.000 người đóng bảo hiểm để rủi ro cho khoảng nhiều nhất 10 ông hiểm nghèo. À, mọi người thấy không? Nên cuộc đời này phải cố gắng kiếm được đồng tiền làm sao cho nhanh, để khi chúng ta cảm thấy có nguy cấp gì bay tuyến trên luôn. Dịch vụ nhanh khẩn cấp. Và chúng ta cứ chờ khám bảo hiểm hay những ông bác sĩ lông côm, ông bác sĩ lông côm chẳng khác gì những ông sửa xe lông côm. Yeah. Đấy, Seat rồi Mobin chắc bỏ lửa ăn. Mobin giả. Em làm nghề, em làm trong hết, em làm nghề, em đi học của nhiều sư phụ, em biết chứ. Mobin già lâu đánh lửa đúng, nhưng bắt bận xài. Được chưa? Rồi tiếp tục áp bơm. Motor bơm ở trạng thái bơm giết. Motor bơm. À anh chị ơi, lại giải thích. Do thằng này có thể theo dõi Đình Tuấn học. Dạ, chị thấy cái bơm nước nhà mình không? Hello anh. À tí em dạy cái này chút, ngồi đây đi. Rồi, giống motor nhà mình không anh chị? Ờ, bơm nhiều tự nhiên mua lên lầu 3 dần dần lúc lầu 2. Rồi, motor bơm. Rồi, IC này chị. Rồi cứ thay vậy thì thay hết cả xe. Lại vậy là làm mò. Phải có kinh nghiệm. Dạ, làm cái nghề này phải có kinh nghiệm. Học để biết nó hoạt động như thế nào. Nhưng học về nhà không có xe thì lấy gì có kinh nghiệm. Trên đời phải vậy. Bởi vì nó gặp vô vàn ban bận là biết có xe như vậy. Lọng quạng ngửi mùi biết bị cái gì rồi. Đó, giống nhiều anh em cứ bảo Vision chạy không được 70-80, bởi vì anh em làm không hết. Nào thì áp bơm, nào thì kim phun, nào thì mô bên sườn.
dấu này có đề từ chạy được bao nhiêu nhỉ? Không được 70 nhỉ? Không được mấy chục luôn. Không được 70. Đấy, chạy không, em với kia. Không được 70 km/h. Cứ sặc 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 sặc. Và phun tra bộ nồi phát ra tốc được có 100 chứ mấy. 1.950.000. Ra cười như nhái. Mọi người đó. Đó, vào chỉ cần phất. Bốc nồi. Thế cái hàng bảo xe lên ga cũng chạy, mỗi tội chạy cái giải 70 nồi. À, mở ra to hoác. 1.950.000. Xong buổi trưa nay lại tiếp tục còn AB nữa nhỉ. AB hôm nay lại nồi nữa nhỉ. Thì mọi người bỏ 1.500.000 bạc hai bộ nồi. Hôm nay AB chắc củ mấy nữa. Rồi, khoảng hai cái nồi đấy, ba củ mấy, gần 4 củ. Với hôm nay hai thần y chọt hai xe làm lợi xăng nữa, đổ 6 lít nữa. Đời nó cứ thế. Đấy. Thì đó là những cái gì em biết em chia sẻ cho mọi người. Hy vọng rằng mọi người cảm thấy học rồi, học nữa bỏ ra ít tiền. Nha. Đó. Đây nè. Em like cho mọi người coi. Cái dàn xe của em hiện tại không còn chỗ chứa như nha mọi người. Em để cả đằng sau và ở nhà trước. Đấy, em nói chung là bây giờ hy vọng làm sao để có 200 m². Và em đang nghiên cứu cái dàn xe này, em phải làm ở đằng sau để em đánh ô tô vào đây vào buổi tối. Và hai bản đăng này Đình Tuấn đã bán luôn nha mọi người. Đấy, ngày mai mới bắt đầu mình bán rồi. Mình sẽ mua xi măng để mình lấp ở đây. Bởi vì con ô tô mình chạy nó vào tận đây rồi. Đó, mình đo nó ở tầm hơn 4 m. Đó, từ ngoài cửa vào đây nó phải cán ở đây rồi. Nói chung hai bản năng này mình chẳng làm gì, sau này mình có xài nữa thì mình lại mua tiếp. Bởi vì chúng ta có tiền thì chúng ta có thể mua bất kỳ lúc nào. Còn bây giờ mình không xài mình bán nha. Cái này mình bán, hôm nay bán hai bản năng cho hai anh em. Thì đấy, ngày mai mình sẽ chất lên xe và người ta trở về, anh em thấy dàn xe không? Đó, ít nữa mình lấy vợ hai thì mình phải để ở đây cho vợ nó ngủ. Nên cái dàn xe nó khá là nhiều. Đấy, thì anh em cứ nghĩ cứ như vậy, ở cuộc đời mình sửa xe, mình được sửa rất nhiều khách hàng và trong tay mình có cái dàn xe này nữa. Thì hy vọng rằng giảm giá cho anh em 50%. Thì anh em hãy cố gắng. Chưa? Sao biết bên này mà qua? Thì Tuấn cũng biết là ở nhiều anh em, hồi giờ cuộc sống chúng ta ít va chạm những dòng xe này, chúng ta vào chúng ta cảm thấy sợ. Và chúng ta học được rồi thì chúng ta sẽ quên. Bởi vì sao quên? Quên là đúng thôi. Bởi vì lâu ngày chúng ta không được sờ, không được mó, không được khám phá. Thì tự nhiên chúng ta cảm thấy nó không lên tay nghề. Còn hàng ngày bạn được đục, bạn được sờ, bạn được mở nó ra à, và đồng thời nó giúp bạn kiếm tiền. Thì đương nhiên nó đó là một cái phấn đấu, bạn vừa có tiền, cái thứ hai bạn lại lên tay nghề. Cuộc đời nó luôn luôn là như vậy mà anh em. Nên chúc tất cả anh em thợ máy cố gắng nhiều con xe, những cái bận lật tập anh em đừng để nó hành. Đó, ok. Thấy chưa? Và kế tiếp mình sẽ bán đi bớt con lít này, bởi vì quá nhiều xe rồi. Con lít này sau khoảng vài bữa nữa mình sẽ bán luôn, còn tất cả mình sẽ để lại. Vậy tại sao bán? Bởi vì ở nhà có con xe này rồi đó. Và đồng thời vừa rồi mình đã lấy thêm con A-Black 2016, thì lít với AB này như nhau, và mình lấy con AB 2016 để mình làm cái mô hình đó, thì mình bán bớt con xe lít để từ này, thế thôi. Đó, còn tất cả để lại. Lít này dàn nhựa còn mới len ken cho anh em. Đấy, còn tất cả này vẫn để lại. Và hy vọng rằng có một không gian nào đẹp, rực rỡ vào năm sau của 2023 để đón chào những anh em thợ máy tới đây, hội tụ tới đây để chúng ta cùng nhau khám phá nó nhiều cái tối ưu hơn. Có lẽ nếu thành công thì tiếp tục nó sẽ là cái mảng điện tử nha. Đó. Nếu anh em nào yêu mến cái món điện tử thì nếu mà 2023 gấp rút thành công thì mời anh em tới đây luôn. Đó, riêng về cái món điện tử.
Ok chưa? Và hiện tại mình đang có một cái mô hình như này, nếu anh em nào cần mà chúng ta không tiếc về tiền để chúng ta về nhà vợt, chúng ta có thể chạy tất cả IC thì anh em comment nha. Mình đang có một cái mô hình như này, thừa không chỗ để. Đấy, mô hình của Avalanche 2016 anh em nào cần thì mua. Đấy, về nhà là sao? Về nhà anh em chỉ cần đi mua cho Thị Tuấn khoảng 4 5 cái rắc này, anh em mở bật IC ra, anh em câu dây vào. Một rắc này chạy được 6 con IC. Đó, một rắc này chạy được 6 con IC. Và rắc này chạy được 2 con IC nữa là 8 con. Và rắc này sẽ là một con nữa là 9 con. Còn anh em muốn chạy được hết thì anh em có thể làm ra khoảng 4 đầu rắc, 5 đầu rắc, anh em có thể chạy bật tất cả IC. Rồi, xe nào có map thì anh em giả lập cho Đình Tuấn con Đình chở. Xe nào có van IACV thì anh em giả lập cho Đình Tuấn hai con Đình chở, hoặc là cái van lắp vào trong này nó sẽ quay re re 4 đầu dây ra IACV. Đó. Còn cái nào có map thì anh em có thể bịt con Đình chở. Ok, đó. Rồi mình đang dư một cái mô hình như này, nếu anh em nào quan tâm, nếu mà chúng ta không tiếc về tiền thì anh em cần đầu tư thì anh em comment nha. Một cái mô hình này làm không rẻ. Đó. Rồi, và chị chúc anh em, tất cả anh em cố gắng kiếm được tiền nha. Đó. Được chưa? Đấy, có tất cả những cái xe này thì ban bận nào thì phân tích dữ liệu, các bạn muốn phân cái gì đấy thì các bạn muốn đây tới trực tiếp. Nếu các bạn có nén lòng thời gian thì các bạn có thể là tới đây 2 tuần hoặc là 1 tháng. Đấy, các bạn bổ máy, các bạn bịt cò, các bạn bịt bô e, các bạn bịt gió để các bạn phân tích, các bạn độn cò, các bạn mở cò. Đấy không? Đấy. Rồi con Avalanche 2016 thì mình vẫn để ở bên trên nha, bởi vì nó khá là nhiều xe không có chỗ để. Đấy thì anh em nhìn trong này, may lắm nó chỉ có lạc loài một con xe Sirius FE, còn tất cả nó sẽ là xe ga hết. Lạc loài mỗi con Sirius FE. Thì ở đây đáng thích con xe này thì ở ra ngoài xã hội chúng ta chẳng sợ cái gì cả. Con này đang tháo bánh này. Được chưa? Vật thoải mái. Double. Kiều Hoàng. Rồi anh em nào quan tâm cái mô hình, có một cái mô hình như này, anh em nào quan tâm thì comment của Avalanche 2016. Avalanche 2016, nếu anh em nào không tiết tiền, anh em bỏ vào cái cửa hàng cho mình đẹp và anh em đánh ban. Tất cả công tác ở đây nó đều có như vậy. Về nhà anh em muốn làm thêm công tác thì anh em làm thêm nhé. Bình thường cái mô hình này nó sẽ có 10 công tác. Để chúng ta đánh phá vỡ tất cả 10 công tác này tương đương, ngoài đời chúng ta sẽ gặp bất kỳ một ngày nào. Đó. Rồi, còn anh em nào muốn ok nữa thì chúng ta lên hệ thống khóa bảo mật thông minh Smart Key, để chúng ta có thể thử tất cả những cục IC, cục IC, Smart Key, để chúng ta đồng bộ cái mã SMID vào hộp SU. Và cái mô hình này cũng vậy, anh em có thể chạy tất cả những cục IC, IC Kenhin, IC số, IC FI. Thì về nhà các bạn mua cái rắc các bạn cứ vậy chơi vào đây. Dây nào dây kích các bạn chơi vào đây. Dây nào dây mobile các bạn cứ vậy các bạn câu vào đây. Đúng không? Tất cả những dòng xe các bạn có thể chạy tất cả Kenhin ở trên này. Rồi, âm và dương. Tín hiệu đầu vào. Được chưa? Nếu IC là lửa bình câu nó một cái điện áp 12V. Đây, số 1, câu cho nó vào. Mát. Tín hiệu đầu vào là kích. Rồi, những cái lửa bình của Atila ở ra mobile. Còn xe nào FI thì anh em câu vào bơm kim mobile sườn chạy đã là mua rác có 100.000 cái, vài chục ngàn. Zimway trong này cũng chạy được luôn. Zimway cũng chạy được luôn nha anh em, chạy hết. Đó là các bạn khám phá về tất cả những cục Kenhin. Kenhin, SQM, Yamaha, Honda, các bạn có rắc là các bạn cứ câu vào. Các bạn cứ nhớ cho tôi. Một là dương, hai là mát, chẳng hạn như thế. Đấy, số 8 sẽ là bơm, số 16 sẽ là kim, số 11 sẽ là mô bên sườn. Tín hiệu đầu vào nó sẽ là dương CKB 12. Nếu xe nào có chân trống, các bạn đấu vào chân số 25.
Đó. Các bạn thích có đèn pin, các bạn câu vào chân số 22 và có đời IC nó sẽ là chân số 18. Kết thúc. Rồi, mình đang dư cái mô hình này hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu, anh em nào ok thì vào Zalo, các bạn về nhà cái quan trọng các bạn câu thêm chân IC. Như cái này. Cái này muốn chạy IC của lit hoặc là A Black hoặc SH Mo thì cái chân cắm âm và dương. Ở đây chúng ta sẽ cắm mà không vừa, ở đây chúng ta sẽ hàn thêm hai cái dây to vào trong này. Đó, ví dụ cái rắc như thế này nó sẽ không vừa. Thì các anh sẽ cắm vào như vậy thì nó rất là ok. Đây. À, ví dụ như thế này. Nó như này thì tất nhiên cái rắc bên ba pha chúng ta cắm vào một cái ăn ngay ba sợi dây. Rồi, bên này sẽ là cộng trừ âm và dương, chân này từ le xuống, chân này chân mắt tổng thì anh em sẽ cắm vào đây bởi vì rắc này nó to hơn. Đấy, cắm vào cái này là xong, ở đây rắc IC. Thì em chạy, anh em chạy chạy mãi thoải, chạy hết cả cuộc đời. Đó. Ok không? Rồi, nếu anh em nào không tiếc tiếc rẻ 1,5 triệu thì anh em tham gia khóa học phân tích dữ liệu ban bật và đồng thời làm bình xăng con hay là làm về nồi niêu song chảo với giá 1,500,000 thì anh em chuyển khoản 3 tờ polymer 500 nhé. Học nữa, học tiếp, có tiền thì học, học để bằng người ta. Học ít thầy thôi, tốt nhất là anh em theo một thầy nào thì học. Theo một thầy học không hết rồi, theo lắm thầy học tự nhiên cái đầu mình nó rối bù hết. Nó chỉ là một con xe phun xăng điện tử thôi. Đã một thằng đẳng cấp đã dạy cho mọi người thì mọi người hãy theo một người nào đó. Bởi vì sao? Người ta có một câu nói, người ta làm một nghề thì sống, chín nghề thì chết. Bởi vì chúng ta cứ đứng ở cái lĩnh vực này, chúng ta lại trông cái núi kia. Ví dụ bây giờ chúng ta đang làm ăn ở trạng thái việc kinh doanh sửa xe hay là sửa chữa cửa hàng. Ế, ế những đồ ăn, ế không chết, nè không giàu, nè tháng dư được ít. Nhưng mày cố gắng đi, mày làm đi, mày nghiên cứu đi. Ác sẽ có ngày ông trời tổ tiên ông bà phù hộ cho một lượng xe rất là nhiều. Nhưng chúng ta chưa chờ được ngày hôm đó, chúng ta đã bỏ nghề sửa xe. Rồi đi thi cái bằng B2 chạy taxi để ngắm gái đẹp. Thi cái bằng ô tô để chạy cho sếp. Thi cái bằng ô tô để chạy cho những chị chồng bỏ, chồng xa nhà để ngắm chị gái. Lâu lâu được chị gái yêu một đêm. Cứ nghĩ cuộc đời như vậy sẽ không thành công. Bởi vì một nghề thì sống, chín nghề thì chết. Đấy. Nên anh em cứ nghĩ là ở trên đời này thầy này đẳng cấp, FDI có cái gì đẳng cấp. Chẳng qua những ông thầy lông côm muốn kiếm cơm dạy thì đó cũng không đẳng cấp. Còn trước mắt anh em muốn tham khảo hay làm cái gì đó thì anh em xem một người nào đó nó phải đủ yếu tố và xe nó có nhiều hay không. Xe nhiều thì nó mới có xe nhiều để nó dạy. Và xem cái thằng đấy cửa hàng nó có đông xe nó sửa không, nó mới có kinh nghiệm. Cứ bây giờ nhiều cửa hàng xe chẳng có mà sửa, lấy gì mà kinh nghiệm. Rồi cứ lý thuyết view. Em ơi, cảm góc là 5V của giá Honda là 12V. Rồi dây còn lại tín hiệu súng. Thế thôi. Rồi tiếp tục tí nữa, IAT TBS O2 hoạt động như thế nào trong giải từ 100 tới 900, 450mV trở lại 100 thì lúc này sẽ là nhạt, 450 tới 900 lúc này là đậm hòa khí, SM sẽ tối ưu trừ nhiều phần trăm. Đấy, em ơi, vào trong này chân trống on off, trạng thái cờ đề on off, relay on off. Thì ra ngoài đời chúng ta gặp thì chẳng bao giờ là off off thế cả. Ra ngoài đời nó cảm thấy khá là phê. Không tin các bạn nào bây giờ không gặp tôi, các bạn đi học nghề nhá, những anh em mà đi học nghề ở trung tâm khác, các bạn thử đánh cho thầy các bạn một ban coi. Loạng quạng thầy của các bạn không gỡ kịp. Chẳng qua các bạn lại không dám làm điều đó. Các bạn tranh thủ những lúc mà thầy đi toilet ấy, hoặc là thầy ra kia nghe điện thoại lâu lâu nói chuyện bạn gái hay vợ, các bạn đánh cho thầy một ban chí mạng. Thì thầy đôi khi cũng tụt quần. Tôi nói thật, nếu các bạn ra ngoài đời các bạn gặp những vấn đề nó khó khăn để các bạn đi học, để các bạn
có một cách nói và cách nhìn nó xa hơn để người thầy đấy, hoặc là người đi trước người ta dạy cho các bạn. Nếu các bạn có nghĩa, các bạn đắn một bà thầy tốt quần. Chẳng qua tôi không may mắn như các bạn, tôi ước gì tôi may mắn được như các bạn, tôi sẽ đi tham gia một khóa học, tôi đảm bảo tôi sẽ đắn do thầy phải tụt quần vã bồi hột, đúng không? Chưa kể là các bạn mang đi theo cho tôi cái tâm nhọn ơi là nhọn, các bạn chọt cho tôi ba chân rắc IC, các bạn đổi cho nhau thầy mẹ nó cứu ngay. Chọn tôi ba cái răng rắc IC, cuộc đời nó luôn luôn phải xảy ra ở ngoài thị trường. Có, bởi vì nhiều lúc vào cửa hàng khác, khách hàng vào khách hàng khác, anh em thợ nhận khách hàng không sửa, nhiều thằng nó báo khách hàng là alo chị ơi con xe này hết trường này tiền, nó không làm, nó đổi chân IC. Thì đương nhiên đi vào thợ thứ hai, thợ thứ ba luôn luôn phải có kinh nghiệm dò dít không bình thường, 3 ngày nổi lần phần không ra bận, và trạng thái là thế. Và rất nhiều yếu tố. Thì cái câu chuyện này xã hội nó luôn luôn xảy ra như thế. Thì hy vọng rằng anh em cố gắng nắm bắt, cố gắng. FI nó đơn giản, chưa kể tới vấn đề nồi và động cơ. Có rất nhiều các bạn mang vào trạng thái con xe chỉ có hở bạc, kêu cam cò, rồi tháo ra đi xoáy nòng hay cam cò lắp vào đề không được. Đề không được, một là yếu tố cò các bạn còn lắp lộn. Rồi nhiều các bạn ẩu tả, ở đây có cái van xả áp. Các bạn lại đi đóng đi. Đề từ các bạn phải hiểu rằng nó không xài motor đề, gọi là con chó xả cam, ở trong miền Nam gọi là con chó cốc xả cam. Các bạn đi đóng đi thì lấy gì nó đề được. Cái thứ hai, các bạn lắp cái bơm nước vào cấn chưa vào ngàm, nó sẽ đẩy cánh quạt ngược ra cái nắp bỏ. Cái thứ ba, các bạn ở trạng thái cái tăng cam nó sẽ là tự động, các bạn chỉ cần nới tu vít ra, tăng cam xoay tật ngừng. Đây các bạn là cố tình là cái tay xoay như thế này thì chẳng khác gì các bạn cột cái sợi trên cam cho nó căng lại, thì một cái lực nó lấy gì để nó kéo và nó đẩy. Và đặc biệt cái quan trọng nhất, các bạn lắp cái động cơ vào tay, các bạn quay cái bu lăng, các bạn lại cọ chẳng có bao giờ có cảm giác. Nó phải là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng khi chúng ta vần bu lăng. Đó là cảm giác tứ chi cho con người chúng ta phải cần có hoạt động hết tất cả. Mắt là phải căng đét, đôi tay phải luôn luôn có cảm giác, và đồng thời luôn luôn phải có cảm giác làm nghề này. Làm nghề này các bạn giỏi, mắt yếu, tay rung, tốt nhất nghỉ nghề, bơm hơi vào lốp. Đừng làm cái gì trong con xe phun xăng điện tử, mất công, mệt. Mình dám đảm bảo luôn, kể cả những anh em nào giỏi cao thủ về FI, khi ở cái tuổi xế chiều mắt đã mờ, gọi là quáng gà, và tay này sẽ không còn linh hoạt, thì tốt nhất chúng ta chỉ có thay dầu bơm nhớt. Không nên tỏ vẻ ta là sự đẳng cấp cả, không, bởi vì có làm đâu mà đẳng cấp. Đẳng cấp là ở cái mồm, lưỡi không xương thì nhiều đường lắc léo, đúng không? Đúng không? Cái lưỡi nó có xương đâu, thích thì nó léo qua bên này, nó lắc qua bên này, nó đẩy bên này, nói thì ai không nói được, gọi là từ nói như bố con cho con. Các bạn thấy con cho con không? Đấy, cuộc đời nó luôn luôn là như thế. Đấy, không phải cứ FI là ngon lắm, sau ăn này ăn làm không được, ăn ấy nhờ ăn kia cứu xong, ăn này đăng lên, thì mẹ ban bận này đi hết chỗ kia không ai sửa được, bị mẹ thứ mang tới bị Tuấn mà không sửa được thì chỉ có bán ve chai đó. Đấy, nên nhiều anh em comment bảo xe này đi hết nhiều không thợ được. Đừng có nói như vậy. Nếu mà mang tới tôi không sửa được chỉ đi bán ve chai. Không thể nào nói như vậy, vơ đúng cả nấm. À, thầy bảo đi ăn A, B kia sửa không được phải tới mình. À, trên đời này có rất nhiều yếu tố, anh em hiểu không? Rất nhiều yếu tố. Cái quan trọng là ông nào có nhiều tiền đấy thì người đó gọi là sự đẳng cấp. Dù ông đấy rửa xe thì Tuấn phải luôn luôn kính trọng ông đấy, bởi vì ông đẳng cấp. Ông đẳng cấp trong cái chiến lược kinh doanh, rửa xe không mà làm giàu được. Thì bố FI chắc không bán ống rửa xe.
bữa ăn xong cứ rửa xe và thay nhớt, mày cứ thay rửa xe thay nhớt cho máy nhớt cầu, không cần làm gì hết, ngày cứ có triệu thì bố của sửa xe đi không bằng. Nhất máy nhớt cầu thay bao nhiêu tiền rồi, thay luôn. Ông này ông có chiến lược hay các bạn, cứ vào rửa xe thay nhớt máy nhớt cầu, buồn ông bụp thêm cái lọc gió đó, bởi vì những cái đó là cái dễ ăn nhất, xả nhớt rồi thay lọc gió bật rửa xe phát nhanh có tiền cực kỳ đó. Thì bố của ông sửa FI đi học FI, nhiều lúc bố của thầy của FI về nhà không bằng ông đó. Người đó mới gọi là nể, bởi vì thời người ta tới, người ta biết kinh doanh. Ê, người ta luôn luôn làm sao để có cảm giác khách hàng muốn tới cửa hàng ta phê. Mọi người hiểu không? Đấy. Còn những bố nào mà đang hiện tại mà dạy này, mở trung tâm đồ mà thuê mặt bằng chát cổ là những bố đấy không bụp được anh em trên mạng là mẹ sớm muộn hạ cánh. Bởi vì mặt bằng quá chát để mở những trung tâm đào tạo sửa xe. Và đặc biệt hợp tác, có nhiều hợp tác 2 người, 3 người mở cửa hàng chẳng có xe sửa thì lấy cái gì thu nhập để trả tiền mặt bằng. Mới ông tính toán được, nhưng thật sự thời mà ông chưa tới. Ai không biết là mở một trung tâm hoặc là dạy nghề hoặc là sửa xe nhỏ quá thì vít. Cái nghề này mà sửa mặt bằng mà nhỏ quá thì vít, bởi vì cửa hàng nhét được vài con xe thì hết. Đấy. Mới ông mà kinh doanh được, thứ nhất là có xe để thuê thợ về nhà làm, để duy trì được mặt bằng tháng khoảng chục triệu, 20-30 triệu. Đấy, còn cái tiền mà dạy được anh em đó, 2 tháng, 3 tháng, được tháng, được khóa. Khóa 10 ông thì có thể là 50 triệu, có nhiều ông phá giá dạy có 5 triệu bạc. Có nhiều ông thì 10 triệu, nhiều ông 7 triệu, được mấy chục triệu. Nào thì cứ 2, cứ 3 ra mọi người được bao nhiêu, được mấy chục triệu. Nhắm một năm dạy được 10 khóa không? Đấy, và FI dần dần báo. Tôi dám đảm bảo với anh em luôn, nhiều anh em nào biết với tôi, trừ khi nào tôi xong nhà xong cái đã. Thì FI đảm bảo nó phải là fit. À, hứa chắc với mọi người. Ok Hoàng Kiểu, mai anh muốn em tặng cái gì cũng được. Từ đây tới lúc em lấy xe về nhà, mọi người muốn em tặng cái gì cũng được. Nó nằm trong phạm vi. Và tham gia khoa học luôn luôn giảm giá 50%. Sang năm mà trời còn phù hộ em nữa, em chỉ cần sống thôi, tiền bây giờ xây nhà em không cần nhiều nữa. À, em xin điều. À, xây nhà cửa xong mọi người cứ thoải mái tempo để đam mê cái FI này. Vừa rồi mình bảo mua xe, mình mượn với người 1 triệu, mình cảm ơn mình xây được rồi. Mai mốt mình xây nhà, mình xây không được, mỗi người ủng hộ 2 triệu, bởi vì xây cái nhà nó cũng ngang cái xe. Mua phụ tùng trừ 2 triệu mua chưa được 10 bộ nồi. Đúng Hoàng Cổ. Thử lòng anh em tí, mà nhiều anh em thương thật. Có một ông ăn ở Sài Gòn bảo chú Tuấn làm cái gì cần ăn bắn một phát 50 triệu. Một thằng em ở Sài Gòn tiếp anh Tuấn làm phát, em có nhiều cho anh mượn 50 triệu, nửa năm trả. Không, có rất nhiều anh em yêu mến mình cảm ơn. Không nên lạm dụng. Ở cuộc đời khi nào mình muốn làm cái vấn đề đó, mình phải kiểm tra tiền. Cảm thấy mình vui quá, mình du di quá, mình cảm thấy sướng quá thì mình lên một tí, hết tiền thì mình mới mượn. Đừng có lợi dụng nhau. Cứ nghĩ rằng ở cuộc đời này nhiều người thương Tuấn 1 triệu, 2 triệu, có nhiều người bảo mở lòng nhắn tin. Riêng chú em 50 triệu, lúc nào ăn cũng tin. Ồ, nợ 50 triệu thì bán một tổng biết chừng nào hết. Thôi thì hy vọng rằng chia sẻ như vậy. Đấy, còn nếu anh em nào cố gắng. Anh Hiếu Hoàng, anh Hoàng ngày mai em gửi cho anh nhé. Bây giờ nó mới về đây. Em mới về đây. Chọn bình xăng con buji mà đỏ thì có bị hao xăng không? Thì anh em biết rồi, buji đen chọn nó đỏ, chẳng cần biết nó hao xăng bao nhiêu, đỏ là được rồi. Được chưa? Tôi chúc tất cả anh em khóa học xăng vừa rồi, 22 Tết này có cái ăn Tết linh đình. Bởi vì hồi giờ không làm xăng thì nó chẳng có tiền. Tuy nhiên bây giờ làm xăng thì tất cả những cái tiền dư ấy, Tết này làm một phát linh đình, ăn Tết cho nó sướng. Thịt cá mua những cái gì ngon nhất bỏ hết tủ lạnh, ăn 4 ngày Tết.
để làm gì? Để hưởng thụ tất cả những gì hải sản tinh túy trong vòng 1 năm 12 tháng mình cảm thấy làm. Lúc này bị cật lực thì lúc này riêng cái làm lợi xăng nó mua hết tất cả hải sản gì bỏ trong tủ lạnh để ăn. Chứ hồi giờ mình không làm lợi xăng được mình cũng phải ăn, những đợt này mình làm lợi xăng được ăn. Để đầu năm 2023 mình có chiến lược tiếp cùng thì Tuấn đồng hành kế tiếp nhiều thịt chiêu nhiều thịt chiêu của 2023. Được chưa? Đây cái van này đây thì đây này, anh sẽ em cái thùng phát nhỉ. Ủa, nóng quá, nóng quá. Lắp vào đây này, lắp vào đây. Đây, bỏ này, cụt kia, bỏ kia. Đây. Ăn chưa biết chơi dao nhỉ? Chưa lắp dao này bao giờ. Anh em nào cần cái mâm Exeter này hay gãy thì comment nhá. Mâm mới hoàn toàn nhá. Mâm của em nó để lại này. Có gì không á? Có đồ chơi không? Đây. Đây những cái mâm Exeter này. Đó. Exeter. Đó, anh em nào cần mà trong mâm thì anh em để lại nhá. Gặp đấy mới thầy bén thế nhỉ, đục má cái này ngọt như đường, má nó ngọt. Đây, anh Hiếu Hòa của anh đây nhá, không phải là em không gửi cho anh mà bây giờ nó về tới đây. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 6, 8, Zindex, giá rẻ. Đấy, những anh em nào hay bị galanti, quà ga, đúng không? Đấy, van Galanti, gọi cha Galanti, đừng gọi IACV làm cái gì. Van Galanti tự động. Đấy, được cái xe điều khiển chạy ra và chạy vào, ổn định cái lượng gió để RPM ở trạng thái 1600-1700. Người ta còn gọi là cái van khí không tải. Rồi, anh em nào cần của Honda và IA thì comment. À, về nhà bập hòa ga là chúng ta thấy bập lít SCR SH 22 26 bập van quay gật gù bập. Đó anh em thấy không, xốp đồng hoàng chống hư 30 cái nhỉ. 6 8 10 12 14 16 18 20 24 6 8 30. IA và Honda có đầy đủ cho quý vị. Chủ mầm mới thấy không? Mầm này ngày mai tọc ổ gà phát, chịu rưỡi phát thì đúng ngon thật. Mầm trước nó bị nhiều lắm. Mầm sau nhà em còn mười mấy cái. Chờ, chỉ chờ nó bập ổ gà, nó bập. Đấy. Không đầu tư nó vào lấy gì mà lấy chịu rưỡi. Không? Và trong hết mua cắt cổ, bập phát, đóng cặp bi ắc ra là múc. Đấy, còn anh em đời anh em bớt khổ thì anh em nên sử dụng cái này. Tất cả trên xe gọi là từ bất kỳ cảm biến, gọi là cảm biến bố, cảm biến mẹ, cảm biến con, cảm biến ông ngoại, ông nội, bà nội, chơi được hết. Rồi, VS, chơi được hết. Báo xăng, chơi được mắt mum. Thì cuộc đời này FI nó bất khổ, bất kỳ ở cái lỗi số mấy. Đại Dương, hàng em gửi chưa? Em gửi rồi, anh Đại Dương ơi. Đó. Được chưa? Tất cả trên xe gọi là từ gì, gọi là con cảm biến đó. Thì anh em chơi này vào chẳng sợ bố con thằng nào cả.
Đó, nồi nhà mai chắc bảo mới lính rửa gần hết nồi. Cái nồi gì? Có rồi, có cái phòng này không? Nồi, ngày mai chắc phải đi dán mấy cái bộ kia, đế kia để lắp. Nồi chạy đã quá rồi. Ngày mai cho phải đi làm khoảng 20 bộ nồi kèm đế dành cho những anh em nào muốn phê. Đó, ngày mai em sẽ gia công 20 bộ bố kèm theo đế. Anh em về nhà chỉ cần bắn con tán 39 phục lò xo em căn sẵn cho mọi người. Đó, 3 lò xo 3 càng em căn sẵn cho mọi người. Mọi người về nhà chỉ cần tháo con tán 39 pop pop. Đó, cái bộ nồi này là em tán đồ em có hết cho mọi người về nhà, mọi người mo bọc múp nha. Lỗi lầm gì Đình Tuấn bỏ ra chịu trách nhiệm hết. Thôi video tới đây xin phép tạm dừng nha. Xin chào mọi người, mình làm công việc tí đây. Cái nồi này này, nồi này mới cha mới mẹ trên mạng này, nào thì carbon, nào thì nồi rán ép nhiệt đủ má chạy, nó ăn có đều mẹ đâu mà ăn chừng này không. Đồ cứng như đá. Đó, rồi ăn chừng này không rồi. Đó, thế thì cứ ai cũng bảo bố tôi ngon lắm, mẹ nó bố tôi ngon lắm, mẹ tôi không ngon. Đây. Đấy, rồi lắp về nhà bảo thằng canh, nó không biết canh, canh cái gì nữa mới cha. Ba lò xo. Và ta thay mới thay cũ lò xo zin. Rồi, rồi bảo ăn không đều. Rồi. Đó, ăn 2 mét. Ăn đây này. Đấy, quý vị thấy không? Đó. Rồi. Đó, quý vị thấy không? Thấy bấm ok nào. Zin chất, anh em nào làm lợi sang truy cập vào cái Zalo 0909 7593 để vào trong nhóm. Đó, đây. Đây, ép nhiệt. Đây. Đó, mớm này. Cái này mớm ở đầu này. Đuôi này. Rồi, cái này mớm bên hông này. Rồi, cái này mớm ở đây nè. Rồi, cái này đầu không mớm nè. Cái này mớm đít. Rồi, đầu không mớm nè. Đó. Ok không? Rồi, nhiều cha, nhiều mẹ bảo lò xo này căn sai. Sai cái gì tôi vào trong hết, tôi mua luôn lò xo. Ok, đây là lò xo. Giỏi thì chẳng ai đi sửa xe với làm nồi nữa rồi. Nhật đón đi hết. Công ty của Honda đón, Yamaha đón, đặc biệt công ty làm nồi của Piaggio đón, chưa kể Kimco, ít. Ba cái hãng này đón anh em đi. Honda, IA và Vespa đón mới ông mà làm nồi giỏi ấy. Ba ông này đón đi. Ba ông này dặn nhau mua bản quyền của ông nào, những ông nào làm nồi bảo hành 1 năm, nào bảo hành 2 năm. Mẹ tôi bán mua nồi nào tôi mua hết. Ông nào bảo làm nồi này 1 năm tôi trả giá 50 triệu luôn. Phải ngày nào tôi cũng chạy. Trong 1 năm tôi chạy khoảng vài chục ngàn cây đi. Mẹ 50 triệu bộ nồi này tôi cũng mua. Mẹ chở luôn cả con xe tới cho căn luôn. Mà không biết là mới đại ca lấy 50 triệu xong mới đại ca lấy cái gì bảo hành. Đúng không quý vị? Toàn phét lác. Và lác phét hết. Rồi, ok. Đủ 50 con đẹp ngứa không? Rồi. Có anh em nào ủng hộ cái này không? Ôi giời ơi, Cù Đạt ơi, bố em chuẩn bị mới ra nó còn fail hơn nữa anh Cù Đạt ơi. Cù Đạt, em mới làm mấy hai cái bố em căn luôn cả đế cả lò xo. Anh chỉ cần ra chạy một vòng phát bố mày ăn từ đít cho tới đầu, từ đầu cho tới đít. Mai em ra công tiếp, làm kiếm đế không bán đế nữa nhá. Chạy phê lòi. Có cái này là không có đế nha anh em. Cái này về nhà anh em lắp đế của anh em nha. Cái nồi này nồi cũ, nồi bữa giờ đó, hay bán cho anh em đó. Còn nồi bữa nay vớt cho anh em 7 bóng. Bóng 7. Vòng cầu vòng luôn. Cầu vòng khuyết. Mai mình sẽ làm tặng anh em cái clip. Rồi đó, phải không? Mình hộp đồ đàng hoàng không? Sợ nó hư.
Rồi có cái mô hình này ngày mai gửi cho anh trai luôn. Hết. Nhớ anh em nào đặt mô hình vài ngày nữa mới có nhá, tạm thời hết. Rồi tài liệu này, đó, về nhà đọc. Quy trình. Quy trình thủ công, viết đọc tá là. Bảo rồi, em bảo rồi. Rồi, xin chào mọi người, tạm biệt. Em làm công việc tí đây. Rồi, xin chào mọi người.